Hello Miss Chi, how are Hello, can Yes, rõ rồi. À, rồi bây giờ em nghe thấy rồi ạ. Rồi, ok. Sorry, I'm late today. Is it raining in Ho Chi Minh City? Is it raining? Oh, yes, it is. Yes, it is. So, it is also raining in my place. And I forgot to close the window. So, when the rain came, my house was so wet. My house, like, there was water everywhere in my house. So, I had to clean I forgot to close the window. Mất thời gian để dọn. Đúng rồi, mất thời gian để dọn chị, chứ không thôi là em cũng vào lớp sớm rồi, vừa rồi mưa to quá. Mà mưa to được có chút xíu rồi, giờ hết rồi nè. It stopped already. Hôm I'm so qua thời tiết cũng vậy, mưa to thiệt to đến nỗi mọi người 4 giờ mà ra không thể về được thì ở lại chờ. angry. Nhưng mà ở mưa Sài Gòn mưa dai không chị? Nó cũng dai á, xong rồi lát nữa nó cũng cứ ít ít mà nó mưa hoài. Như của em vừa rồi là mưa một trận ào xuống luôn, mưa to là to nhưng mà giờ hết rồi. Xong cái kiểu em tính mở cửa sổ ra cho mát nhưng mà sợ lại mưa nữa nên thôi đóng luôn. If we close the window, it's very hot, but if we open the window, the rain will come and destroy everything. No. Thôi tốt nhất là để vậy đi. Thật sự. Chứ thời tiết bất thường quá. Vâng. Rồi, không biết là mình đã chuẩn bị tinh thần để làm bài kiểm tra ngày hôm nay chưa ạ? Rồi coi. Ok, thì bài ngày hôm nay thì sẽ là bài kiểm tra của khóa của mình. Mình sẽ kết thúc cái khóa từ từ cái khóa basic nha chị nha. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài kiểm tra khóa basic. Rồi chị đợi em chút xíu, tại vì hình như em đang thấy là cái khóa basic của em nó bị lạc mất cái file kiểm tra rồi, em phải tải lại. Chị chờ em chút xíu. File basic của em nó bị mất cái file ấy rồi, không có mở được. Rồi. Vậy thì mình có câu hỏi, mình có thắc mắc gì trong lúc mà em chờ em không ạ? Không, cô cứ tải bài đi rồi mình bắt Trời ơi, thiệt chứ, tại vì không hiểu làm sao mà bây giờ nó lại biến mất như vậy luôn, cũng hơi sợ nữa. Rồi. kiểm tra. Hôm qua em chuẩn bị bài rồi nhưng mà em quên mất không coi lại giáo trình, nên đây là em chuẩn bị lộn cái bài của giáo trình khác. Đó, tại vì nó cũng giống nhau, thì đợi em chút xíu, nó sắp xong rồi. It's almost done. Ok, it's done. Em sẽ bắt đầu chia sẻ bài. Ủa? Sao nó kỳ đây? Rồi, ok, em bắt đầu mở bài đi ạ. Rồi, vậy thì trước tiên là chúng ta cùng điểm qua qua cái bài kiểm tra cuối khóa của mình là đây 36 có những phần nào ha. Đầu tiên sẽ là bài kiểm tra liên quan đến ngữ pháp, được chưa? Cái phần này thì chúng ta sẽ điền từ thích hợp vào chỗ trống. Thì không biết là chúng ta có muốn là chúng ta đang làm trên điện thoại đúng không chị Đúng. nhỉ? Rồi, vậy thì khi mà lát nữa chúng ta làm ấy, thì chúng ta có thể có hai lựa chọn, đó là gõ vào đáp án trên máy hoặc là chúng ta gửi qua khung chat giúp em nhé. Rồi, Qua không chat đi. có thể là sẽ gửi qua khung chat. Rồi, còn phần pronunciation, phần ôn tập lại phát âm, chúng ta sẽ chọn những cái từ mà nó đang được phát âm khác với những từ còn lại. Được chưa? Rồi, nếu như mà có phần này có lưu ý thì thêm tới phần đó em sẽ hướng dẫn thật kỹ. Chỗ này thì chúng ta có hai lựa chọn là khoan trên từ trực tiếp trên điện thoại hoặc là gửi qua không chat luôn, cái nào cũng được. À, Rồi. giờ mình gửi qua Zalo nha cô. Để mình đánh cho máy tính gửi qua Zalo cho nhanh.
Vâng, vậy cũng được ạ. Rồi chúng ta có thể gửi qua Zalo. Rồi đến với phần nghe thì phần nghe chúng ta có hai bài nha chị nha, có hai bài tất cả đều là trắc nghiệm hết. Rồi nếu mà được thì gửi qua Zalo luôn. Và cuối cùng sẽ là phần speaking. Phần speaking sẽ có hai phần, để chờ phần speaking sẽ có hai phần. Rồi và phần thứ hai sẽ là phần thuyết trình mà khoảng từ 5 đến 7 câu chúng ta làm cái nào. Làm cái, nói chung là lại cố gắng làm hai phần càng tốt nha chị nha, là cố gắng làm hai phần càng tốt. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài luôn. Okay, day 36 final test. Grammar. Ok, bây giờ chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình và hãy gọi đáp án vào trong Zalo hoặc gửi đáp án qua khung chat, cái nào cũng được. Em sẽ ghi đáp án lên trên màn hình và sau đó em chụp hình lại. Rồi chúng ta tranh thủ xem lại những cái đáp án mà em đang gõ trên màn hình xem có đúng với những gì mình muốn nói không. Ok. Ok đúng không ạ? Rồi. Và em vẫn muốn chị hãy coi kỹ lại một lần nữa, bởi vì những cái đáp án này sẽ có một số đáp án là sai chính tả và một số đáp án là chúng ta chưa có nhìn ra được vấn đề. Chúng ta vẫn có một số đáp án chưa nhìn ra được lỗi sai của mình. Cái thấy cái câu số 6 nó sao? Chúng ta có nhớ cái nguyên tắc mà thêm S đằng sau từ không? À, câu số 6 là sáu là Ok, rồi. Đó, bớt được một đáp án chưa chính xác. Rồi nếu như mà chúng ta không có nhìn ra được vấn đề thì chúng ta có thể qua luôn. Chúng ta có thể qua chọn đi coi. qua. Rồi chúng ta chọn qua luôn nhé. Dạ qua luôn. Ok, nice. Rồi để chút xíu em lưu màn hình. Rồi, thank you. Ok. Tiếp. Rồi, qua đến phần pronunciation. Bây giờ chúng ta hãy đọc những cái từ trên màn hình như chị nhận đọc theo hàng ngang. Trong mỗi một câu sẽ có một từ mà nó có cái phần gạch chân nó được phát âm khác với các từ còn lại. Rồi chúng ta hãy cố gắng thử xem phần phát âm này là phần khó đối với mình.
Rồi nếu như mà trong câu có từ nào chúng ta không biết phát âm thì chúng ta có thể hỏi em. Mà chúng ta chỉ được hỏi 2 lần thôi nhá. Cố gắng chúng ta hãy xem trước và sau đó hãy suy nghĩ kỹ. Mình chỉ được hỏi 2 lần thôi bởi vì câu nào cũng hỏi thì còn gì là chị làm nữa là em làm luôn rồi. Câu nào biết chúng ta có thể làm trước. Ở đáp án câu số 2 của chúng ta là C đúng không ạ? À. Sau phần trắc nghiệm này thì chúng ta chỉ cần nói ABC cho em là được ạ. Cái câu số 3 có cái từ chữ đi À rồi. Century. Century. À, chúng ta còn một lượt hỏi nữa thôi nha. Cố gắng lên. À, một đây. câu số 4 hơi phân vân. Câu số 4 là một câu dễ, em nghĩ là câu dễ đó. Chúng ta chỉ cẩn thận cho em ở những cái từ mà O, U, G, H thôi nha chị nha. Hãy cẩn thận O, U, G, H và O, U, G, H, T. Những cái này em hình nhớ là em có nói rồi. O, U, G, H và O, U, G, H, T hãy cẩn thận. Rồi vậy thì coi như là câu số 4 là chúng ta cũng hỏi sử dụng hết gợi ý rồi nha chị nha. Chúng ta sử dụng hết gợi ý rồi. Rồi. Rồi chốt luôn coi. Chốt luôn nha. Rồi. Ok. Chốt luôn. Nice. Rồi. Không có gì thay đổi thì chúng ta qua tiếp. Qua đến bài nghe thì bây giờ chúng ta hãy kiểm tra âm thanh giúp em trước. Two. Let's listen. Rồi, nó có vừa đủ không ạ? Dạ được rồi. Ok. To let listen. Chúng ta cùng đọc đề và bây giờ chúng ta tìm hiểu trước đề giúp em. Đó. Bây giờ em cho mình khoảng thời gian là 5 phút để tìm hiểu đề bởi vì những cái con số này nó rất là khó đọc đối với mình. Nên là hãy dành 5 phút nhìn các cái con số này và nhớ xem cái cách đọc của nó chính xác như thế nào nha chị nhé. Ok, I give you 5 minutes. If people are buying things at a store, how much do they spend? Tức là mỗi một cái đáp án thì người ta sẽ đọc cái giá như thế nào? Rồi, chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta có 5 phút để kiểm tra xem cái cách đọc đáp án của mình có đúng không? Rồi mình nhớ giúp em là nó đang đi theo thứ tự này nha chị nha. Đó là xuống nè. Sau đó lại là qua. Được chưa? Đó, như vậy để cho mình khỏi bị nhầm. À cái cuối thì không có. Mình có thắc mắc gì trước khi mình bắt đầu nghe không ạ? Nghe đi con, có thể là nghe 2 lần. Đúng rồi, chúng ta sẽ được nghe 2 lần nha chị nha. Nhưng mà chúng ta đã chắc chắn hết các cái cách đọc chưa nhỉ chị nhỉ? Rồi. Ok, rồi vậy thì bắt đầu luôn. Em đang mở la to hết mức rồi, hy vọng chúng ta nghe thấy được. Ok, cái này đi. Mình đợi em xíu để em kiểm tra lại cái audio của em. Rồi, mình bắt đầu nha chị nhé. Ok, ready, Two. ready. Let's listen.
People are buying things at a store. How much do they spend? Listen and circle the total amount. 1. Good morning. How are you doing today? Let's see. Shampoo, $5.99. Toothpaste on sale for $2.59. And a box of tissues for $2.19. The big bottle of aspirin is $4.59. That's all for today? Okay. Your total is $15.36. Here's your change. Okay, that is sentence number one. Now that is conversation number one. Now conversation number two. Hello there. Color film is $2.49 a roll, and you have 2, 4, 6 rolls. That comes to $14.94. Out of 15, here's your change, 6 cents. Okay, that is the end of conversation number two. Now, conversation number three. Hello. Getting ready for the new term at school, huh? The pens are $1.19 and you have 3, so that's $3.57. The package of notebooks is $4.95, and the computer paper is $5.60. Altogether, that comes to $14.12. Out of 20, that's $5.88 in change. 4. Hello. Just batteries today, huh? The camera battery is $19.95. The flashlight batteries are $4.49. And the cell phone battery is $13.69. $38.13 is your total. And here's your change, $1.87. 5. Hi. What do you have there? A big box of chocolates for $24.95. A beautiful bouquet of flowers for $9.99. And a card for $1.99. What's the special occasion? Oh, it's a secret, huh? Okay. That'll be $36.93. Here's your change, $3.07. Have a great day. Okay. So that is the end of the audio number 5. Now you will listen again and check your answer. Bây giờ chúng ta nghe lại từ đầu đến cuối và sẽ kiểm tra đáp án. Lần này thì em sẽ không có bấm ngừng nữa nha. 2. Let's listen. People are buying things at a store. How much do they spend? Listen and circle the total amount. 1. Good morning. How are you doing today? Let's see. Shampoo, $5.99. Toothpaste on sale for $2.59. And a box of tissues for $2.19. The big bottle of aspirin is $4.59. That's all for today? Okay. Your total is $15.36. Here's your change. 2. Hello there. Color film is $2.49 a roll, and you have 2, 4, 6 rolls. That comes to $14.94. Out of 15, here's your change, 6 cents. 3. Hello. Getting ready for the new term at school, huh? The pens are $1.19, and you have 3, so that's $3.57. The package of notebooks is $4.95, and the computer paper is $5.60. Altogether, that comes to $14.12. Out of 20, that's $5.88 in change. 4. Hello. Just batteries today, huh? The camera battery is $19.95. The flashlight batteries are $4.49, and the cell phone battery is $13.69. $38.13 is your total, and here's your change, $1.87. 5.
Hi, what do you have there? A big box of chocolates for $24.95. A beautiful bouquet of flowers for $9.99. And a card for $1.99. What's the special occasion? Oh, it's a secret, huh? Okay. That'll be $36.93. Here's your change, $3.07. Have a great day. Ok, rồi bây giờ chúng ta gửi đáp án qua Zalo cho em nhé. À, cái này nó đọc món tiền, nó đọc giá sale nữa. Thế nên mới bảo là cái này chúng ta cần thời gian để xem trước tất cả các đáp án và nhận cái cách đọc của tụi nó trước đã. Mình gửi đáp án cho ta, em chưa nhận được ạ. Dạ rồi rồi. Đó. Một đi. Rồi giờ em mới thấy, chả hiểu sao Zalo nó không thèm báo luôn. Rồi là một bi đúng không ạ? Một bi. Hai C rồi 3 A đúng không? Và 4 C và 5 B. Rồi em sẽ lưu lại đáp án. Năm lúc đầu chọn A đó mà. Như cái câu cuối cùng thì nghi ngờ quá. Rồi ok. Rồi chúng ta xem tiếp cái câu số, phần số 2. Rồi task 2. People are describing a health problem to a friend. What does the friend suggest? Write the correct letter. Rồi vậy thì chúng ta thấy là mỗi một trường hợp thì sẽ có một người nào đó đang mô tả cái cơn đau hay là cái triệu chứng gì đó của mình. Rồi và sau đó là cái người bạn trong cái cuộc hội thoại đó sẽ làm bạn em làm gì, được chưa? Rồi, từng bây giờ chúng ta đọc đề và xem trước cho em những cái đáp án mà có thể xảy ra. Rồi, chúng ta nhìn vô cái phần mà lời khuyên, chúng ta thấy là có thắc mắc gì không ạ? Không, mấy cái này nhìn hiểu. Rồi chúng ta nhìn là hiểu đúng không ha? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe luôn ạ. Chúng ta có hai lần nghe nha chị nhé. 2. Let's listen. People are describing a health problem to a friend. What does the friend suggest? Write the correct letter. 1. I have a terrible headache. You get a lot of headaches. Maybe you should see the doctor. I'll just lie down. You know I don't like going to the doctor. 2. I overdid it today. I have a really bad backache. Let me give you a massage. That always works for me. That sounds wonderful. 3. My cold is getting worse. I'm going home. Why don't you take some vitamin C? That's what I do when I have a bad cold. Good idea. I'll buy some on the way home. 4. I ran 10 kilometers yesterday, and today my whole body hurts. Of course it does. The best cure is more exercise. No way. I can't move. 5. I'm so tired. I've been really stressed out because of my job, so I can't sleep at night. I have that problem sometimes too. Why don't you call your doctor and ask for some sleeping pills? Oh no, I don't like the idea of sleeping pills. Okay, that is the end of the first time. Giờ chúng ta nghe lần thứ hai nha chị nhé. 2. Let's listen. People are describing a health problem to a friend. What does the friend suggest? Write the correct letter. 1. I have a terrible headache. You get a lot of headaches. Maybe you should see the doctor.
I'll just lie down. You know I don't like going to the doctor. Two. I overdid it today. I have a really bad backache. Let me give you a massage. That always works for me. That sounds wonderful. Three. My cold is getting worse. I'm going home. Why don't you take some vitamin C? That's what I do when I have a bad cold. Good idea. I'll buy some on the way home. Four. I ran 10 kilometers yesterday, and today my whole body hurts. Of course it does. The best cure is more exercise. No way. I can't move. Five. I'm so tired. I've been really stressed out because of my job, so I can't sleep at night. I have that problem sometimes, too. Why don't you call your doctor and ask for some sleeping pills? Oh, no. I don't like the idea of sleeping pills. Okay, that is the end. Now please send your answers to me. Chúng ta gửi đáp án qua cho em nhé. Ôi, dự báo hôm nay chỗ em mưa cả ngày. The weather forecast says that it is going to rain all day in my place. Nè mà có kế hoạch đi chơi gì là buồn luôn. Thì trời ơi. Okay. You set 1D, 2A, 3E, 4B, and 5C. À, cái bài này có cái thắc mắc hỏi câu là cái người đã đưa ra lời khuyên á, còn cái người bạn kia là có thể là đồng ý hoặc là không đồng ý đúng không? Đúng mà rồi, chỉ cần nghe được cái lời khuyên của cái bạn kia là được rồi đúng không? Đúng rồi, có thể đồng ý không đồng ý, nó giống như trường hợp ngoài đời mà bây giờ khuyên ai đó làm gì mà người ta cứng đầu, ta không muốn làm, kêu là no I don't think so, hay là no I won't do that, không ta sẽ không làm như vậy đâu. Giống trường hợp ngoài thấy đời. Có cái câu A đó, câu số 1 á, bạn nó khuyên được nên đi bác sĩ nhưng bạn kia nói là bạn không có thích đi bác sĩ. Vâng, đúng rồi, có rất nhiều trường hợp như vậy mà, giống như là ở nhà em thì có người thân là bị đau răng, hết xong khuyên đi nha khoa đi mà là không, có chết tạm không đi nha khoa, bởi vì cái cảm giác mà đi nha khoa nó rất là sợ với tất cả mọi người. Rồi, chúng ta đã đến với phần cuối của bài kiểm tra rồi và chúng ta cũng đã đi được một cái quãng đường khá là dài, right? Rồi, chúng ta cùng xem lại những cái câu hỏi mà có trên màn hình nhé. Rồi. Ok, ở trên màn hình thì sẽ là những cái câu liên quan đến thông tin cá nhân. Ở đây chúng ta có cái phần study này thì em sẽ đổi là thành phần work, thì nữa em sẽ giải thích tại sao. Okay, what do you like about your work? Rồi. Ok. Chúng ta nhìn xem những cái câu hỏi có trên màn hình và chúng ta có thắc mắc gì về chỗ nào không ạ? Cái câu mà cô mới vừa đổi xong. À, câu mà em vừa mình mới không có biết cái ý tưởng gì để nói cho cái câu này. Rồi, ví dụ như là what do you like most about your work, là mình thích điều gì nhất ở công việc của mình, đúng không ạ? Mình thích điều gì nhất ở công việc của mình. Thì mình có thể chia sẻ là mình thấy công việc của mình rất là bình thường, mình chả thích cái gì cả, mình có thể nói như vậy. Đó, cái quan trọng. Bởi vậy mình nói là thích cái gì trong công việc, mình cũng không biết chia sẻ cái gì nữa. Đó, thực ra là câu hỏi như vậy thôi, còn tùy vào cái cách mà chúng ta trả lời. Trong phần speaking không có nội dung trả lời đúng hay sai, chỉ có nội dung trả lời là hợp lý hay không hợp lý, và cái quan trọng là mình có thể truyền tải được cái nội dung mình đang suy nghĩ đến với em là được. Chỉ có cái hợp lý và không hợp lý thôi. Đó. Hợp lý tức là sao, là nó đúng với cái câu hỏi được đưa ra, còn không hợp lý là nó đang bị lạc đề đó. Rồi. Rồi, vậy thì chúng ta có cái what is your name, how old are you, what is your job, là những cái câu hỏi giới thiệu bản thân rất là cơ bản, đúng không ạ? Vậy thì thay vì hỏi lại một lần nữa là tên tuổi của chị như thế nào từng câu một như vậy, thì em sẽ hỏi thẳng luôn là can you introduce yourself. Rồi, và khi mà can you introduce yourself thì chúng ta cố gắng là chèn bốn cái ý này vô giúp em nha. Thứ tự nào cũng được, chỉ cần có đủ bốn ý là được rồi. Ok, you ready? Hello.
My name is Thảo. I'm 33 years old. I work at W company. I am a warehouse staff. I was born and grew in Ho Chi Minh City. Không phải đâu cô ơi. Lớn lên đó cô. Đúng rồi chỗ này. Chỗ này đúng rồi chị. I was born and raised in Ho Chi Minh City. Còn nếu như mà chúng ta muốn nói đến cái chữ mà grow như vậy là chị nào? Đó, chúng ta muốn xài cái chữ này. Quá khứ cô. Quá khứ cô. Quá khứ của cái này là gì hả? Không, cái này cũng không đúng. Cái grow nè, rồi sau đó là đến grew và đến với grow, nó là chỉ sự tăng trưởng, sự phát triển. Cái này sẽ phù hợp với các cái cây cối hơn. Ví dụ như chúng ta bảo là today the tree grows taller than yesterday. Hôm nay cái cây nó cao hơn hôm qua một chút xíu. Hoặc là chúng ta nói là this tree was grown by my grandfather, là cây này được trồng bởi ông nội tôi. Thì nó mới chính xác. Cái grow, grew và grow này chỉ cho chữ phát triển. Còn nếu mà chúng ta muốn nói về được nuôi dưỡng, được nuôi cho lớn lên thì chúng ta sẽ phải xài chữ raise. Được chưa? Chúng ta có thể xài raise đối với baby hay là đối với dog, cat thì cũng được. Với con người, con vật thì cũng được. Cái này sẽ mang nghĩa là nuôi cho lớn lên và nuôi này dành cho con người, cho con vật. Rồi còn grow, grew, grown gọi là trồng cho lớn lên thì nó sẽ phải là đối với cây cối. Rồi ok, vậy thì chúng ta nói lại nhé. Rồi, can you introduce yourself? Hello. I am a Thảo. I am tự nhiên hồi hộp. Rồi lại là cô gái lên. Can you introduce yourself? Hello. My name is Thảo. I'm 33 years old. I was born and grew in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is a place hustle and bustle. Cô nghe hiểu ý mình nói không cô? Em hiểu cái gì đấy mà hustle and bustle rất là hay. Yeah. Mình cứ nói tiếp đi, mình đừng có để ý em ghi gì trên màn hình. Yeah. Okay, so what is your job? I work at Zabil Company. It's international company. Gì nữa ta? I am a worker, warehouse staff. Yeah, warehouse staff. Okay. So em có thể hỏi thêm là every day, what time do you go to work and what time do you come home? I work at 8 a.m. To 5 p.m. Okay, you work from. Okay, you work from 8 a.m. to 5 p.m. every day. Thank you. Right. Rồi, ở đây thì chúng ta có nói một cái câu rất là hay, đó là hustle and bustle, đúng không ạ? Cái này chắc chúng ta mới học được. Hustle and bustle này là một nơi đông đúc và nhộn nhịp. Đó, chúng ta nói khá là đúng. Tuy nhiên, chúng ta đang nói bị ngược. Tức là chúng ta dịch từ tiếng Việt ra, chúng ta bảo là Hồ Chí Minh là một nơi, thì chúng ta nói là Hồ Chí Minh City is a place. Sau đó chúng ta thêm vào nhộn nhịp, đó là hustle và bustle luôn. Thì chúng ta đang để ngược. Tại vì hustle và bustle là đang là tính từ. Và vị trí đứng của tính từ là như thế nào ạ? Là phải đúng rồi, phải đằng trước danh từ. Đó, đây là cái lối suy nghĩ ngược của mình, của tiếng Việt so với tiếng Anh. Cho nên khi mà chúng ta muốn viết thành câu thì chúng ta phải suy nghĩ tính từ trước, rồi sau đó mới suy nghĩ đến danh từ. Được chưa? Rồi, ví dụ như đúng rồi, bối rối. Chúng ta xài được cái từ này rất là... chúng ta xài được cái từ này rất là hay, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn, là bởi vì chúng ta đang bị lộn các cái vị trí đứng của các cái loại từ với nhau, đặc biệt là tính từ luôn đứng trước danh từ đó.
Rồi, vậy thì khi suy nghĩ mà khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, chúng ta hãy chú ý là dịch tính từ trước rồi sau đó mới dịch danh từ nha chị nhé. Rồi, cố lên, cố lên. Chung là vừa nói vừa suy nghĩ, vừa nói vừa suy nghĩ thì nó hơi quá rối. Không, thực ra là em thấy là mình đã cố gắng, là mình đã có sự tự tin hơn so với lần trước, đó là mình liều, mình chơi liều là mình nói những cái câu mà chưa bao giờ nói cho em nghe luôn. Và đó là một cái, đối với em đó là một cái sự phát triển, đó là một cái sự điều đáng khen đấy chứ. Tại vì đâu có ai mà cũng rất là ít người, cũng rất là ít học viên mà dám thử sức như vậy, bởi vì họ sợ sai. Cái tâm lý của học viên là họ rất là sợ sai nên là họ không bao giờ nói. Đó, nên là Nhưng mà có học được những cái câu mà người ta nói ngắn gọn hay là những cái câu gì đó mình cũng gắng sử dụng lồng ghép vô trong cái câu nói, để cho giống như là mình không biết nói gì thì mình sử dụng những cái câu đó thì nó cũng dễ hơn. dạ vâng rồi ok, tiếp tục chúng ta có câu thứ tư. What do you like most about your work? Câu này là một câu khó, chúng ta có thể suy nghĩ giúp em. What do you like most about your work? What do you like most about your work? My work is very normal. I don't know to talk with you. I don't know what to tell you. Không biết phải kể Đúng rồi. với em cái gì. Chúng ta Đúng có rồi. thể ghi câu này xuống nha chị nhé. I don't know what to tell you. Tôi không biết phải kể với bạn cái gì. Câu đầu tiên chúng ta nói là my work is very normal. I don't know what to tell you. Hoặc là chúng ta có thể nói là I don't like anything. Đúng không? I don't particularly là đặc biệt, một cách đặc biệt. Okay, I don't particularly like anything about my work. Phải, so I don't know what to tell you. Một cái câu hơi nâng cao một chút xíu nhưng mà em cũng hy vọng là chúng ta học thuộc được. I don't particularly like anything about my work, so I don't know what to tell you. À, nếu như mà còn thời gian thì chúng ta sẽ bẻ cái này sang một cái hướng khác, nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên là câu nào quay được thì em cho quay luôn. Nói chung là tạm ổn là được. Đúng Mình sẽ từ từ mình sẽ cố rồi. gắng thêm. Rồi cố gắng giúp em. Rồi chúng ta xem giúp em cái là câu này lại một lần nữa nha. What do you like most about your work? Don't like I don't particularly. particularly like anything about my work. So I don't know what to tell you. Đúng rồi, I don't particularly like anything about my work. Particularly nha chị nha. Và chúng ta có thể kết hợp vào cái câu trước là my work is very normal. Đó, chúng ta nói là một đoạn dài là my work is very normal. I don't particularly like anything about my work, so I don't know what to tell you. Chúng ta nói một câu dài như vậy được không ạ? My work is very normal. I don't particularly like anything about my work. So I don't know what to tell Đúng rồi, chính xác. Right. Rồi, tiếp. Chúng ta có cái câu mà đây, what kind of books do you like to read? Chúng ta có thể trả lời câu này ngắn gọn được không ạ? What kind of books do you like to I do Không, không, you không, không, like không, 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 từ không. từ từ cô để em cô để mình bình tĩnh. Rồi, 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 rồi. What kind of books do you like to read? Ta giờ nói like to read the parenting book because it guide me to the handle the situation
When I take care my daughter. Ok, rất tốt. Mặc dù là chưa hoàn hảo lắm nhưng mà chúng ta đã cố gắng vận dụng tất cả những gì chúng ta biết để hoàn thành một câu rồi. Bây giờ em chỉnh sửa lại cho tốt hơn nè. Chúng ta nói là I like to read parenting books. Được chưa? Khi mà chúng ta nói về một cái danh từ số nhiều mà chung chung với chị không có chỉ cụ thể ra là parenting book của ai hay là hay là đến từ nước nào thì chúng ta không cần the. I like to read parenting books because đó là it guides me, đó là nó hướng dẫn tôi đúng không nhỉ? It guides me. Đúng rồi. Rồi chúng ta ở đây là in, chúng ta phải đây sửa hẳn cho em đó là in handling. It guides me in handling. Gọi như là chúng ta có thể thêm là difficult situation đúng không ạ? Difficult situation. Yeah, situation when I take care of my daughter. Được chưa? Rồi ở đây chúng ta có thể xài bỏ chữ take care of thành hay chữ look after cho nó ngắm. When I look after my daughter, đó là khi mà chăm sóc con cái. Rồi, I like to read parenting books because it guides me in handling difficult situations when I look after my daughter. Very good. Chúng ta mặc dù là không có nói thành một cái câu mà đúng ngữ pháp 100% nhưng mà đại ý nó vẫn ở đấy. Em có thể hiểu được. Right. Thank you. That's really good. Right. One more time. What kind of books do you like to read? I like to read parenting books because it guides me in handling difficult situations when I look after my daughter. Thank you. That's good. Rồi, good. Next, chúng ta có Do you prefer to spend your free time alone or with other people? I do prefer to spend your free time alone because I can relax and do anything me love. Ok. Khá là ổn, tức là nó đúng cũng giống như hồi nãy thôi, là nội dung truyền tải rất ổn nhưng chúng ta sử dụng sai cái đại từ xưng hô cho nên là khiến em bị phân vân, bởi vì chúng ta nói là I prefer to spend my free time, đấy là phải là my free time mà chúng ta lại nói giữ nguyên ở đây là your free time, cho nên là bị phân vật phân tâm à. Rồi sau đó là chúng ta có thể nói là I can relax and do anything I want. Cái đấy nó mới đúng, nhưng mà chỉ chúng ta lại lộn thành do anything you want thì nó lại lộn sang cái đối phượng đối tượng khác. Nãy mình sử dụng là me á. Me luôn là gì à? Rồi chúng ta phải đổi thành tại vì mình cũng đang phân vân cái chữ đó. Rồi rồi, chúng ta nhớ cho em, tức là trong một câu có ba vị trí đúng không, mà A, B và C. Đó, nếu như bây giờ chúng ta coi gán cái vị trí B này là động từ nha chị nhé. Gán cái vị trí B này là động từ. Đó, thì trước cái động từ thì sẽ phải là chủ ngữ để chị hành động đúng không ạ? Thì sẽ phải là I. Được chưa? Rồi, còn nếu như mà C, đó, C sẽ là đối tượng mà nhận được hành động V này thì nó sẽ phải là me. Được chưa? Nhưng mà trong một câu thì chúng ta chưa có học đến đạo từ nhân xưng, cho nên là trong một câu cả I và me đều chỉ vào một người cùng xài trong một câu thì không được chị nha. Tức là ở đây thì em chỉ đang đưa ra cái ví dụ, nếu như mà chúng ta che một cái đối tượng còn lại đi thì chúng ta xác định được coi là cái V nó đang đứng trước hay đứng sau thằng nào thôi. Tức là chúng ta dựa vào vị trí của V để lựa chọn cái loại đại từ cho chính xác. Ví dụ như là V đứng sau thì sẽ phải là I, còn V đứng trước thì sẽ phải là me. Cũng giống như là chúng ta có he và him cũng đều chỉ về anh ấy đúng không nhỉ chị nhỉ? Vậy thì nếu như chúng ta có he thì chúng ta sẽ để nó trước động từ đứng ở vị trí A này nè. Tức là anh ấy làm một việc gì đó, đúng chưa? Rồi còn nếu như chúng ta có him thì him này sẽ rơi vào vị trí của C, tức là ai đó làm việc gì đối với anh ấy. Giống như là she kissed him là cô ấy hôn anh ấy đúng không ạ? Thì cái đối tượng mà him thì sẽ là đối tượng nhận được hành động về. Đó, nó như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta nói là do anything me want thì chưa đúng, tại vì cái want đó là động từ và cái me nó đang đứng trước động từ thì phải là do anything I want. Rồi, được chưa? Cái quan trọng là chúng ta đang có cái đối tượng là đối tượng thực hiện hành động hay là nhận hành động.
Nếu thực hiện thì đứng trước về, nhận hành động thì đứng sau về. Mà thực hiện thì nó là một đại từ khác. Còn như thế nào? Còn nhận hành động nó là một đại từ khác. Cũng giống như là she, là her, they, them. Đúng chưa? À, ok. Thế là được rồi. À, bởi vì em đang có lớp tiếp theo cho nên là chúng ta không thể tiếp tục vào cái phần số 2. Phần số 2 này thì nói về cái health problems, thì không biết là hiện tại chúng ta có cái health problems nào không ạ? Do we Nói về cái hôm qua đi. nói về cái hôm qua là mình bị cảm á chị Hôm hả, đúng qua, không? đúng rồi. Ok, vậy thì chúng ta có thể nói về cái bệnh cảm của hôm qua để cho nó nói về sức khỏe hiện tại. Để cho cái này thì em sẽ em để cho mình là soạn bài, sau đó là ghi âm và gửi lại cho em, bởi vì bây giờ em không còn thời gian nữa. Ok, mình sẽ quay Ok. video xong rồi gửi lại cho cô ha. Rồi ok, em gửi em copy lại cái bài này đã, sau đó em gửi vào trong Zalo để cho mình biết được là mình cần yêu cầu gì. Đó. Nói chung là nói về một cái vấn đề sức khỏe mình đang gặp phải và mình có thể nói cho em như sau. Đó là vấn đề đó là gì, được không ạ? Chúng ta gặp phải nó khi nào? Chúng ta đã có cái cách chữa cho đối với nó chưa, tức là đã uống thuốc hay là đã đi bác sĩ thì chưa ấy chị? Rồi, và nếu như mà Thế rồi. đã thông qua cái cách chữa rồi thì tình hình bây giờ sức khỏe của chúng ta ra sao? Nói cho em bốn ý đấy nha chị nhé. Chỉ cần bốn ý đấy thôi là chúng ta đủ được cái câu mà đủ được cái yêu cầu là 5 đến 7 câu rồi. Rồi, ok, hãy soạn bài ghi âm và gửi cho em nhé chị nhé. Vậy là được rồi. Thank you so Ok. much. I'll see you later. See you later. Okay.